Bây giờ An cũng được quà luôn. Được quà bây giờ sao? Quà 10 cái hết cấp. Quà 10 cái hết cấp. 10 cái hết cấp. Bạn thân nha, bạn thân chơi rất thân thân ai nấy lo, thấy không? Vô. Vô. Yeah. Chúc mừng em. Vậy là trời chúng ta một cặp. Ủa đâu ạ? Hey. Đổ mày. Hey. Hey. Nhớ vậy. Trời ơi. Nhìn lên, hurry up. Yeah. Yeah, nhanh. Yeah, oh my god. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Sao Có Dám. Hôm nay thì Hòa Hiệp đang có mặt tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thử thách Hòa Hiệp cái gì không biết, nhưng mà thấy ban tổ chức đưa cho Hòa Hiệp 3 trái bóng bàn. Mọi người có đoán ra hôm nay thử thách dành cho Hòa Hiệp là cái gì không ạ? Mực thư, mực thư. Trời, mới vừa nói mực thư, có mực thư. Ước gì đây không phải là mực thư mà là phong bì. Để mở ra xem coi, cầu dài quá vậy. Nào ta cùng lắc. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Để khởi động cho không khí của trò chơi, đầu tiên Hòa Hiệp cần đi tìm hai bạn trẻ nữa để cùng tham gia chơi. Ủa vấn què, tìm đâu ra hai bạn đây? Rồi bây giờ mình đi tìm người để tham gia trò chơi thử thách này thôi. Lên đường. Hòa Hiệp đã tìm được hai người đẹp. Cùng với Hòa Hiệp trải qua thử thách này của chương trình Sao Có Dám. Không biết là hai bạn có dám không? Dám, dám. Giờ Hòa Hiệp dám rồi đó. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi. À, người đẹp bên đây của Hòa Hiệp. À, ủa mà giờ thôi, bây giờ nói người đẹp hoài kỳ quá. Giờ giới thiệu tên đi nè, để cho Hòa Hiệp cũng như là quý vị khán giả biết tên tuổi của mình như thế nào. Em tên là An, em 24 tuổi. Dạ, em là Alex, em 20 tuổi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Hòa Hiệp và An và Alex để thử thách vòng đầu tiên của chương trình Sao Có Dám. Hey. Có 15 trái bóng bàn sẽ được đặt vào một hộp khăn giấy và được buộc sau lưng ba thành viên. Nhiệm vụ của mỗi người là trong khoảng thời gian ngắn nhất lắc thông cho những banh rơi ra từ hộp khăn giấy. Ai hoàn thành thử thách trong thời gian sớm nhất sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Ai về giữa sẽ được miễn tội. Người cuối cùng sẽ bị hình phạt. Ôi là trời, bây giờ chúng ta cùng lắc nào. 2, 3. Hey 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 rồi rồi lắc nhanh lên, 1, 2, 3 mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, nhanh 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 lên. Còn hai trái nữa giữa hai coi nghe chưa, rồi đi sao mà ra được, em phải làm sao cho nó ra. Đúng rồi, rồi rồi uống éo luôn, ép dẻo luôn, không được. Còn hai trái cuối cùng, nhanh lên, nhanh lên, khi nào xỉu thì thôi. An ơi, cô uống lên, An ơi, nhanh lên, rồi làm sao cho nó ra. Đó, nhảy mạnh lên. Lắc, lắc cái mông mạnh lên. Ồ sao bé không lắc? Ồ sao bé không lắc? Thở quá, thở quá. Dạ, quá. Chưa xỉu mà. Thôi thua rồi, xa đi mọi người. Không được, hãy cho ra. Thua gì được. Đó, mạnh lên. Nhảy lên. Sao mà mình làm một cách dễ dàng nhẹ nhàng. Thua là chắc chắn là thua rồi. Nhưng mà mình cho ra hết. Chờ nhảy cho ra hết. Chứ đâu có được thắng đâu mà em xin thua. Rồi đất ơi. Ê, uống dẻo luôn đi, uống dẻo luôn. Uống dẻo luôn, nhấm ra luôn. Cấp cứu. Không, chưa đâu. Chừng nào mà xỉu cái đồn đi kia sẽ cấp cứu liền. Đó, đúng rồi. Đã chưa? Rồi, lắc. Lắc luôn á, lắc luôn á. Không lắc sợ nó ra. Mình phải lắc, mình trường lên, trường xuống. Rồi, lắc lên, mạnh lên. Rồi, vẫn chưa. Vẫn chưa ra, tôi vẫn chưa buông tha. Chừng nào nó ra tôi mới buông tha. Phải nhất định phải ra đúng không mọi người? Đúng rồi, phải ra. Tất cả mọi người đều ra, tại sao mình không ra? Sắp ra rồi kìa. Rồi. Dạ, sau khi cố gắng hết sức mình. Dạ, bạn An vẫn bình an. Đây. Vô địch. Tuy là bạn An bất an, nhưng mà cái giá bánh này nó vẫn bình an nằm trong. Thì với dòng thử thách đầu tiên này, xin chúc mừng Alex. Yeah. Bây giờ An cũng được quà luôn. Được quà bây giờ làm sao? Quà 10 cái hết cấp. Quà 10 cái hết cấp. 10 cái hết đất. Bạn thân nha, bạn thân chơi rất thân thân ai nấy lo, thấy không? Bây giờ 10 cái hết đất nè. À, rồi về nghỉ chơi nha là vừa ha. 1 2 3 4
7, ráng lên 3 cái nữa. 8, 9, 10. Chúc mừng An. An vẫn bình an nha quý vị. Rồi bây giờ thì đến phiên Alex. Alex sẽ nhận được quà của chương trình Sao Có Dáng. Xin mời. Chúc mừng bạn nhận được 5 que kẹo từ chương trình. Yeah. Có chị Trang không? Dạ có. Nhớ chị Trang nha. Chị anh 4 phần em 1 cây luôn. Còn bình an em để đâu? Tình bạn chắc đưa anh lâu nha. Bây giờ là trải qua dòng thử thách đầu tiên của chương trình Sao Có Dám. Alex thấy thế nào? Dạ thấy mệt, dạ thấy mệt. Trời ơi, thấy có mệt gì đâu. Dạ rất mệt. Em đẩy ra hết 15 chứ thấy mệt lắm. Mệt lắm luôn hả? Mệt muốn xỉu luôn. Dạ, muốn xỉu luôn. Cứu tôi, cứu tôi. Rồi còn An sao nè? An ơi, An có bình an không? Dạ em thấy ông bà rồi, em thấy ông bà rồi. Thấy ông bà rồi. Dạ em vui nhưng em thua, anh thua. Chắc chắn là em thua rồi, em vẫn còn một trái trong người em mà. Em vẫn chưa ra được là sao không thua. Bây giờ mình đến thử thách thứ hai không? Dạ thôi em về. Thử thách hai mình. Cứu em, cứu em. Mình chưa có quà. Bây giờ mình đi chơi. Dạ thôi mình em. Tham gia chương trình mình phải có quà chứ. Dạ thôi em xin. Bây giờ tôi phải đi xin người khác để tham gia thử thách tiếp theo của chương trình Sao Có Dám. Mới giờ nhận được mật thư của chương trình Sao Có Dám đưa ra. Không biết là thử thách thứ hai này dành cho Hòa Hiệp là cái gì đây. Hồi nãy thử thách thứ nhất hơi bị mệt nha. Không biết thử thách thứ hai này có mệt hơn hay không. Hứng của trời. Hòa Hiệp đi tìm 5 người cùng tham gia trò chơi. Mỗi người sẽ được phát tháo cái ly nhựa xếp chồng lên nhau. 3 bạn còn lại sẽ đứng ở một khoảng cách nhất định, ném banh cho 3 người. Mỗi người phải dùng ly hứng banh tháo. Mỗi lần hứng được một quả thì sẽ chồng một ly trống lên chiếc ly có chứa quả banh. Cứ như thế, ai chồng được hết số ly ban tổ chức quy định với thời gian ngắn nhất sẽ được phần quà may mắn của chương trình. Và người thứ hai không bị phạt và được đưa ra hình phạt cho người cuối cùng. Trò này hơi thú vị đó, nhưng mà cũng sẽ rất là khó. Khó nhất là đi tìm người. Bây giờ phải đi tìm 5 người tham gia thử thách thứ hai này lên đường. Đồng, chỗ này đồng. Xin chào các người đẹp. Hôm nay cái ngày gì mà tụi em bận áo trắng người sáng tương lai đẹp quá vậy? Dạ, tụi em chụp hình kỳ yếu tốt nghiệp. À, kỳ yếu tốt nghiệp hả? Hôm nay thì anh Hiệp đang tham gia chương trình Sao Có Dám. Sẽ tìm ra 5 bạn để cùng tham gia thử thách thứ hai này. Không biết có bạn nào xung phong tham gia với anh Hiệp không? Em. Wow, 2 người đẹp. 4 người đẹp rồi còn 1 người nữa. Wow, rồi. Rồi, xin mời các bạn qua đây cùng thử thách với chương trình nha. Ui là trời, hôm nay bắt cóc được toàn là những cô gái xinh đẹp để cùng trải qua thử thách với Hòa Hiệp. Nhưng mà Hòa Hiệp đang cầm là 3 chiếc rổ màu đỏ và trong đó là chứa những quả bóng bàn. Rồi còn trên đây là mình sẽ gần có 6 ly nhựa. Không biết là hai bạn nữ nào sẽ xung phong hứng banh ạ? Dạ em. Chào em một cái. Chào em một cái. Một cái này là của anh Hiệp. Rồi còn 3 bạn còn lại là chúng ta sẽ có nhiệm vụ là hãy banh. Rồi bây giờ thì xin mời 3 bạn cầm vỏ banh chúng ta vào vị trí. Còn 2 bạn Quyền Diệu và Kim Hoàng vào vị trí với anh Hòa Hiệp nha. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3, bắt đầu. Một trái. Dẫu gì? Vô, 2 trái. 3 trái. Trái nữa. Bây giờ mình làm ngược lại đi. Ba tụi mình ra ngoài kia thảy banh. Ba bạn còn lại hứng banh giống như vậy, chịu không? Các người đẹp sẵn sàng chứ hả? Sẵn sàng. 2, 3, bắt đầu. Cùng lên. Hay quá thầy ơi. Đúng rồi. Cái nữa. Hay quá, trời ơi, lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên. Hay quá thầy ơi. Lẹ lên. Cùng lên. Hay quá. Tiếp tục. Hay quá. Có lên thầy ơi. Ôi trời ơi. Hay quá, tiếp tục nào. Vô, hay quá, tiếp tục nào. Yeah. Quên. Tiếp tục nè. Hay quá. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Vô. Vô. Yeah. Chúc mừng em. Vậy là trời sinh ta một cặp. Okay.
Rồi bây giờ thì đến cái phần rất là hấp dẫn đây. Chúng ta sẽ có 3 cặp, cặp chiến thắng, cặp về nhì và cặp cuối cùng là cặp cuối tôi đó. Dạ, cặp đầu tiên là được quà, cặp thứ nhì là không có được quà nhưng mà được ra hình phạt. Còn cặp thứ ba là hãnh diện nhất. Dạ, được phạt. Dạ, thấy ghê không? Rồi bây giờ thì chúc mừng đội chiến thắng nè. Rồi mình sẽ bốc thăm đi nè. Phần quà của mình là gì? Chúc mừng bạn nhận được 5 que kẹo từ chương trình. Chúc mừng bạn nhận được 1 chiếc bao tay đa năng từ chương trình. Được quà hạnh phúc nhất. Rồi bên đây hạnh phúc hơn nè. Dạ, được ra hình phạt. Cho hình phạt gì nè? Vừa hít đất vừa lắc bóng ạ. Vừa hít đất vừa lắc bóng. Sao có hình phạt nào mà nó nhẫn tâm như vậy? Em làm được không? Em làm không được. Em làm không được, giờ làm sao? Cho em hụt xì dầu đi. À, hụt xì dầu lắc bóng được không? Không, thì mình cứ nhảy nhảy sao cho bóng nó ra hết khỏi hộp lên. Vậy thôi, mình vừa thụt dầu mình vừa lắc bóng nha. Rồi bây giờ đến hình phạt của tôi. Nhảy một hồi cái xỉu cái đùng nữa, hận cái bốn cái banh này ghê luôn á, thiệt á, hận ghê luôn nè, nè nè, hận ghê luôn á, nó không thể chịu ra luôn nè, thì ghét không? Như vậy là thử thách thứ hai này Hòa Hiệp đã hoàn thành xong. Cảm ơn em rất là nhiều đã cùng anh Hiệp vượt qua thử thách, đồng cam chịu khổ. Dạ, dạ, cùng thua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Hòa Hiệp sẽ tiếp tục thử thách thứ ba của chương trình sau, có dám? Ôi là trời, các bạn của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng rất là nhiệt tình, không cần Hòa Hiệp đi tìm luôn. Và cũng chưa biết mật thư thứ ba là cái gì. Bây giờ chúng ta cùng mở mật thư ra, các bạn có sợ không? Em sợ quá, em sợ quá. Thì... Cho thôi em ơi, sợ quá. Mình chưa biết cái thử thách như thế nào mà các bạn là xung phong tham gia rồi. Lỡ một cái gì đó thử thách thật, thật là khó thì sao? Không có bỏ chạy nha. Dạ không, em mới anh Hiệp, em không bỏ chạy. Em mới anh Hiệp, em không bỏ chạy. À, nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha. Dám về đội với Hiệp không? Nãy anh Hiệp thua rồi đó. Dạ em dùng phần cho bạn nữ may mắn này. Hồi nãy bạn thắng rồi đó, bây giờ anh Hiệp phải dựa hơi nè. Ồ, dựa hơi à. Anh Hiệp sẽ thắng. Xài vía, xài vía liền. Xài vía liền. Bây giờ chúng ta cùng đến với mật thư thử thách thứ ba. Hòa Hiệp tìm 3 người cùng chia làm 2 đội, mỗi đội 2 người, thì đối kháng sẽ có 2 chiếc ghế đặt chính ly nước ở giữa và 2 chiếc ghế hai bên ở một khoảng cách nhất định. Mỗi đội sẽ cử một thành viên ra thi đấu. Nhiệm vụ họ là làm sao làm cho quả bóng bàn từng rơi vào cái ly đang đựng nước trong một khoảng thời gian 2 phút cho từng thành viên. Sau thời gian quy định sẽ công bố số bóng của hai đội. Đội thua sẽ bị hình phạt. Bây giờ là cái khâu khó nhất là chúng ta sẽ chia đội. Tài trắng tài đen. Trời đất ơi, dính luôn rồi, dính dưỡng luôn rồi. Vậy thì Hoài Hiệp và Quyền Diệu sẽ là một đôi chiến đấu với Phi và Thảo Anh. Xem coi đội nào chiến thắng nha. Yeah. 3 phút bắt đầu. Yeah, trời sắp vô rồi, cố gắng lên. Yeah. Ê, hey, trời ơi, gần vô rồi Quyền Diệu ơi. Đáng lên nè. Lập banh, lập banh, lập banh, lập banh, lập banh, lập banh, lập banh. Yeah. Rồi, được một trái rồi. Một trái. Cố gắng lên Quyền Diệu ơi. Em thật là Quyền Diệu. Trời ơi, bên kia cũng được một trái rồi. Yeah. Hai trái rồi, được hai trái rồi. Tại thấy đẩy không mệt. Phải đi lượm banh mệt. Yeah, ba trái rồi. Ba trái rồi. Bốn trái rồi. Quyền Diệu hay quá Diệu ơi. Wow. Yeah. Yeah. Wow. Hay quá Diệu ơi. Thôi hay quá. Vô. Yeah. Hết rồi anh ơi. Còn hai trái nữa, hai trái. Yeah. Yeah. Quyền Diệu, rất là Quyền Diệu. Quyền Diệu đã được 2, 4, 6, 8, 9, 3. Rồi bây giờ đến liên tôi. Đây, em sẽ nhảy dưới, nhảy dưới. Yeah, rồi, truyền dưới nha. Cố lên, anh Hiệp, cố lên, anh Hiệp, cố lên. Mà anh chứ bộ thua nha. Cho mình về, mình vô chung kết. Cố lên, thôi anh ơi. Hiệp, ơi, cố lên, cố lên. Vô. Vô coi. Vô. Hay quá. Một trái. Ờ, được một trái rồi kìa.
2 trái, 3 trái. Giờ mới biết cảnh lộn. Lộn nó mệt hơn thôi. Sao nó không vô như vậy? Vô. Yeah, được 4 trái rồi. Vô, 5 trái. Vô, vô. Hay quá anh ơi. Thêm trái nữa. Vô luôn. Quá. Nhanh nhanh nhanh, còn 30 giây nữa. Còn trái cuối cùng. Còn trái cuối cùng. Yeah. Như vậy là quay 2, 4, 6, 7. Trời ơi, được 7 trái. Hả? Bên kia cũng được 2 trái vô. Yeah, thấy vậy với tốt không? Đúng rồi, Huyền Diệu may mắn quá. Quá trời. Không tài. Cảm ơn em đã truyền cái sự may mắn của em cho anh. Và xin chúc mừng hai cô bây giờ sẽ được bị phạt. Và bây giờ là đội của Hiệp sẽ phạt đội mà thua đơn sơ một mạng thôi, được vé hai tay và được mở mắt nhìn để mà xem những quả banh rơi vào người mình. Còn Minh và Hiệp sẽ bịt mắt lại, tha hồ ném. Bắt bắt bắt. Huyền Diệu ơi, em có thù hằn gì với Vi không? Nhiều lắm, đang hiếp em nhiều quá. Rồi hôm nay em chúc hết cho anh nha. Bây giờ thì 1, 2, 3 bắt đầu. Nhớ bữa tao chở mày đang sẽ tốt là phải có mở mắt không. Ôi vậy là đó. Đúng. Ôi đâu bỏ mày. Ê. Ê. Thấy. Hết rồi. Mày còn cái đổ mà chọi luôn. Đi. Bao nhiêu thù hằn của em đã trút hên cho Vi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Còn Vi, hôm nay sao cảm giác em thế nào? Em nói cho anh Hiệp nghe coi Vi. Thì hôm qua em có lỡ xé gà cho bạn ăn. Giờ em bắt mày nói ra trả cho tao luôn miếng gà. Ăn rồi sao hỏi. Ai làm cho bạn ăn? Anh hối hận chưa? Mốt đi nè, để tự mình xé đi, đừng xé cho bạn nữa hiểu không? Hôm nay bao nhiêu là hờn giận nè, trút hết cho Vi. Em đâu ngờ anh. Biết trước tại giàu em thì có hàng gì một hai cũng vô chơi chung. Tình bạn có bền lâu là qua cái trò thử thách này nha. Bây giờ đến người thứ hai. Bây giờ thôi anh ơi, em cũng muốn nói điều gì với anh Hiệp không? Vậy hả? Em hâm mộ anh dữ lắm luôn hả? Chết rồi, vậy sao mình nở đồng nào mình xử bạn vậy được. Rồi thôi, bây giờ anh sẽ trao cho em Huyền Diệu. Dạ. Đây để em trả thù giùm anh. Huyền Diệu ơi, em có thù hàn gì với Thảo Anh không? Nhiều lắm anh ạ. Hả? Rồi, vậy anh chia buồn với em nha. Bữa nay em được một câu đôi chuyện luôn. Hồi nãy em đừng nói hâm mộ anh Hiệp đi. Thì anh Hiệp sẽ trội. Bây giờ em nói em hâm mộ anh Hiệp quá, anh Hiệp đâu có nỡ xử em như vậy. Rồi em hết hâm mộ anh Hiệp sao? Tình bạn có bền lâu với hình phạt này nhé. Còn học chung với nhau không? Dạ còn. Còn bao lâu? Thôi tới cuối năm. Ây da, chắc từ đây đến cuối năm nè không ưa nhau đây. Mai là nghỉ chơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thảo Anh ơi, chúc mừng em. 1, 2, 3 bắt đầu. Đang đi nè. 1, 2, 3 ba. Ba trái đi xuống nước, ba trái ra. 4. Ủa? Dạ. Ý hụt. 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 Anh Hải nha, anh nói cho Thảo anh nghe nha. Hình như anh Hải thấy Vi có ăn kéo một trái. Ngơ ngác vậy không có, em đâu có làm gì đâu. Đó rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bắt tay nhau đi. Đó, để mình từ đây chơi đến năm cuối năm. Đó, đó, đây nữa nè. Giận em mà anh ơi. Thôi tao phải vô tụi nó sẵn sợ em. Rồi thì không sao đâu em. Bây giờ nó nghe nè, hai người bị phạt mà không có được quà. Cái người đó trội tưng bừng có lửa được quà. Đó, bây giờ là nhắm là mối tình bạn có bền lâu không á. Em sẽ được bốc quà. Và cái quà đó, một là em giữ luôn, hai là em sẽ nhường lại cho hai bạn. Em có nhường không hay là em giữ luôn? Thôi để em nhường cho mấy bạn đi. Bây giờ em ăn hiếp mấy bạn nhiều rồi. Thôi giữ luôn đi cho tình bạn có bền lâu. Trên chương trình bạn em nó ra bộ vậy, nó đòi lại. Theo yêu cầu của anh vậy thôi, em giữ, rút lời lại em giữ lại. Em bốc em. Anh sẽ nhường cho hai bạn tự bốc hay là em bốc? Để mấy bạn muốn để tôi bốc nè. Rồi nay bạn tôi đẹp quá. Hay không lắm nha, giờ còn gà nó xé cho anh. Để bàn tay may mắn của em để tặng cho hai bạn. Chúc bạn may mắn lần sau, tôi vui lắm đây. Cho bạn Vi trước. Vi là món gì nè?
chúc mừng bạn nhận được một thỏi son từ chương trình. Yeah. Về vẫn còn may mắn. Bây giờ thì đến viên quà của anh Hiệp, tự đọc đi. Chúc mừng bạn nhận được một chiếc bao tay da đa năng từ chương trình. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng với Quỳ Hiệp đã trải qua thử thách ngày hôm nay. Không biết là thử thách này các bạn thấy như thế nào? Phỏng vấn người thua cuộc trước nha. Dạ, mặc dù em thua nhưng mà em bị phạt nhưng mà em rất là vui. Sao vui vậy? Tại vì anh Hòa Hiệp và ekip chương trình quá dễ thương. Cho đặc biệt được làm quà đúng không? Dạ. Rồi còn Thảo Anh thì sao? Dạ, em cũng rất vui ạ. Dạ. Rồi hả? Dạ, tại em được chơi chung với anh là thấy vui rồi. Em không thấy bực hả? Khi mà thấy con nhỏ bạn thân của mình nó xử mình một cách tồi tệ như vậy. Dạ không, dạ, anh xử nó sao? Con quyền diệu, em rất là quyền diệu hôm nay. Thật sự là anh đứng kế em, anh thấy anh quyền diệu á, theo em luôn á. Đúng rồi, em rất là may mắn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng với Hòa Hiệp thử thách thứ ba này của chương trình Sao Có Dám. Bây giờ thì chúng ta đến thử thách cuối cùng của chương trình Sao Có Dám. Xung quanh Hòa Hiệp này đây là các bạn sinh viên đến từ nước Ấn Độ. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với các bạn nhé. Xin chào. What's your name? Sorry. Gayo. Gayo. Rồi còn em? Dạ em Thải Trương. Trương. Còn what's your name? Happy. Happy. Alex Rocky. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi mật thư của thử thách thứ tư này là cái gì nha. Bóng hãy. Chúng ta sẽ có ba đội là bà sáu thành viên, ba người chơi được phát một miếng cạc tông khổ A4 cột trước lưng quần. Rồi ba thành viên còn lại thì chúng ta sẽ dùng những chiếc banh này thảy vào bì khổ A4 này làm sao chiếc banh nó lọt vào rổ của mình. Sau khoảng thời gian 3 phút, nếu rổ ai nhiều bóng nhất thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Đội kế tiếp sẽ được đưa ra hình phạt và đội cuối cùng sẽ bị phạt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thách thứ tư của Sao Có Dám. Yeah. 3, 2, 1, action. Bắt đầu. Ê, trời ơi. Vô. 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 Trời ơi. Hurry up. Yeah. Yeah, nhanh. Yeah, oh my god. 3 giây. Nè. 4 giây. Hết. Vô. Trời ơi. Nè, trời đất ơi. Hey, 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 hey. Rồi bây giờ chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow. Bây giờ không biết cái đội tôi được bao nhiêu đây. Sao bên đây nhiều quá vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Rồi bạn đếm đi. 11. Oh my god. Với thử thách thứ tư này thì xin chúc mừng đội Alex đã chiến thắng. Trương là đội thứ nhì, đội của em sẽ đưa ra hình phạt cho đội của anh Hiệp. Yeah. Nha, không có được qua nha Trương ơi. Xin mời các bạn bóc ạ. Chúc mừng bạn nhận được một chiếc bao tay đa năng từ chương trình. Xem. Chúng ta sẽ đến với hình phạt cho đội của Hòa Hiệp. Dạ, hình phạt gì ạ? Thử thách của em á là anh phải bật cốc lên tới cái rổ đó, xoay vòng qua hai cái rồi bật cốc về, làm ba lần. Trời ơi, có hát ghê không quý vị? Ôi là trời. 2, 3. Trời ơi, là trời. Chắc tôi cố lên, fighting. Yeah. Như vậy là đã hoàn thành cái hình phạt của trò thử thách thứ tư. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã hôm nay đến với chương trình Sao Có Dám. Hôm nay chương trình Sao Có Dám rất là vui được các bạn sinh viên Ấn Độ của trường Đại học Quốc tế Thông Bang tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah.
Các bạn ơi, hôm nay thật sự là Hoàng Hiệp cảm thấy rất là vui được tham gia chương trình Sao Có Dám, đã trải qua những vòng thử thách cũng như là những trò chơi cùng với các bạn sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Các bạn nhớ theo dõi chương trình Sao Có Dám được phát sóng vào lúc 22:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Yeah.